Xin chào quý vị các bạn, em bên nguồn máy.com. Hôm nay em giới thiệu quý vị sản phẩm máy điều hòa sách tay di động mini, thiết bị sử dụng điện DC 12 hoặc 24V từ bình ắc quy, hoặc là sử dụng điện 220, thông thường như những thiết bị điện lưới. Thiết bị điều hòa này phù hợp cho mobile home, sử dụng phòng trọ cũng như là mang đi picnic camping, với chức năng sử dụng vô cùng dễ dàng và những nút cảm ứng vô cùng đơn giản và tiện dụng. Điều hòa với công suất lớn, thiết kế nhỏ gọn, máy lén mạnh mẽ với công suất từ 400 đến 600 W cho tiếng ồn thấp từ 40 đến 50 dB, sử dụng linh hoạt tại mọi môi trường với điện nguồn từ 12V đến 24V hoặc điện lưới 220V. Chúng ta có thể mang đi du lịch để phía sau xe, cũng như lắp trên những loại thiết bị xe cơ giới mà không có điều hòa, hoặc là có điều hòa mà khi chúng ta dừng đỗ sử dụng trực tiếp lên bình ắc quy. Đây là phiên bản mới nhất của năm 2024. Nó sẽ là một sản phẩm rất là hot, không chỉ riêng cho xe ô tô mà cũng như là cho những người cắm trại, camping, hoặc là những người thích đi du lịch picnic, sử dụng ở những phòng nhỏ với diện tích nhỏ từ 8 đến 10 mét vuông. Các bạn có nhu cầu cần mua một sản phẩm như vậy, hãy liên hệ với số điện thoại em ghi ở trên màn hình, hoặc truy cập vào website nguonmay.com để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm. Đây là một sản phẩm mới nhất năm 2024. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ với số hotline em ghi ở trên màn hình. Cảm ơn các bác, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh.